Xin chào các bạn quay lại với Nghề Trader. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại những diễn biến chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa rồi, cũng như chuẩn bị cho tuần giao dịch tiếp theo từ 15 đến 19 tháng 5 năm 2023. Trước khi bắt đầu thì tất cả đều là quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm nhanh qua một vài cái thông tin kinh tế quan trọng trong tuần vừa rồi. Giá dầu trong tuần vừa rồi thì có xu hướng là tiếp tục đi xuống sau khi mà chúng ta chứng kiến một cái nhịp hồi phục lên gần mức 75 đô trên một thùng. Thì đóng cửa tuần vừa rồi thì dầu WTI ở mức là 70 đô và hoàn toàn có thể quay về đầu 6 trong tuần tới. Như chúng ta đã biết thì trong tuần vừa rồi thì giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm hơn 1.000. Và cái điều này thì nó tiếp tục hỗ trợ cho CPI trong các tháng tới, đặc biệt là trong tháng 5 này. Thì nhiều khả năng CPI chúng ta sẽ tiếp tục sụt giảm trong tháng 5, tạo đà cho những cái chính sách hỗ trợ nền kinh tế của Ngân hàng Nhà nước cũng như chính phủ. Và tỷ giá USD Việt Nam đồng thì tiếp tục loanh quanh tại khu vực trên vùng 23.400, đóng cửa tuần ở mức là 23.460 đồng trên 1 đô la. Như vậy là tỷ giá thì tiếp tục duy trì ổn định trong suốt thời gian vừa qua. Và trừ khi chúng ta có những cái thay đổi về lãi suất, còn không thì nhiều khả năng thì tỷ giá cũng sẽ tiếp tục duy trì ở mức này. Hoặc là khi mà DXY có thể sụt giảm thì chúng ta có thể chứng kiến là cái tỷ giá USD Việt Nam đồng sẽ có thể tiếp tục suy giảm. Và đây cũng là cái dư địa điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất thì cái lãi suất qua đêm thì duy trì ở mức là 4,8-3%. Theo mình đây là cái mức bình thường. Và các ngân hàng thì thời điểm này thì cũng không quá là thiếu thanh khoản đến mức phải đẩy cái lãi suất qua đêm lên trên 5%. Thì cái mức này là theo mình là cái mức sẽ duy trì ổn định trong thời gian sắp tới, rồi khoảng trên 4%. Thì đây là cái số lượng tài khoản chứng khoán mở mới suốt từ tháng 1 năm 2020. Thì chúng ta thấy là cái con số của tháng 4 thì tiếp tục sụt giảm, chỉ ở mức trên 200.000 tài khoản mở mới. Tiếp tục thể hiện cái sự chưa được quan tâm của những khách hàng mới đối với thị trường chứng khoán. Và mình nghĩ là khi mà cái thị trường sôi động hơn với những cái mức đỉnh mới được tạo trên các dòng cổ phiếu thì có thể trong thời gian tới thì cái số lượng tài khoản cũng sẽ được cải thiện hơn, đặc biệt là trong quý 3 và quý 4 của năm nay. Tuy cái khối lượng, số lượng tài khoản thì giảm, tuy nhiên chúng ta có thể thấy là cái mức thanh khoản thể hiện qua cái giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn HOSE đã được cải thiện tương đối là đáng kể trong tháng 4. Và đây chính là cái tháng mà có giá trị khớp lệnh cao nhất kể từ đầu năm. Sở dĩ chúng ta có cái điều này là vì đây chính là cái tác dụng của việc hai lần hạ lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong nửa cuối tháng 3. Thì nó đã tác động ngay lập tức đến thị trường chứng khoán trong tháng 4. Và trong tháng 5 thì chúng ta hãy chờ xem là cái giá trị khớp lệnh có được duy trì hay không. Giả sử ở trong tuần tới mà cái tin tức về việc Ngân hàng nước sẽ tiếp tục hạ lãi suất được đưa ra thì hoàn toàn vào tháng 5 có thể phá kỷ lục về giá trị khớp lệnh của sàn HOSE so với tháng 4. Trong tuần vừa rồi thì trong cái phiên họp của Quốc hội thì Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thì đã có một cái báo cáo khá là đáng chú ý trước Quốc hội và thể hiện được cái sự khó khăn của các doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại.
Thì Bộ trưởng đã nói là các doanh nghiệp lớn thì đã phải bán gần hết tài sản và với giá chỉ bằng 50%. Và điều đáng chú ý là cạnh người mua thì là ở nước ngoài. Như vậy là chúng ta ở trong tình cảnh là bị thất thoát tài sản khi mà doanh nghiệp ở trong nước thì rất là khó khăn trong giai đoạn này. Và chính vì khó khăn như vậy nên là thống đốc thì trong một bài phát biểu tại thành phố Hồ Chí Minh thì đã nói là sẽ cân nhắc giảm lãi suất điều hành trong thời gian sắp tới để có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên thì cái mục tiêu của ngân hàng nhà nước thì không chỉ dừng ở mức là tăng trưởng kinh tế mà còn là ổn định cũng như là kiềm chế lạm phát, rất nhiều mục tiêu. Nên là chúng ta cùng chờ đợi xem là chính sách sắp tới của ngân hàng sẽ như thế nào. Có chấp nhận là đánh đổi một vài chỉ số như là CPI hay là tỷ giá để có thể hỗ trợ thúc đẩy cho nền kinh tế hay không? Tiếp tục là một tin tức ủng hộ cho nền kinh tế, đó là các ngân hàng thì đã trước đây thì họ đua tăng lãi suất, còn bây giờ thì họ đua để giảm lãi suất. Thì như chúng ta đã nhớ thì hồi tháng 1 đầu năm thì lãi suất của các ngân hàng đều ở mức trên 9%. Thậm chí thì một vài ngân hàng tư nhân nhỏ thì có thể xấp xỉ 10% cho kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy là thay vì tăng thì các ngân hàng bây giờ đã đua nhau hạ lãi suất. Vì lãi suất cao nhất đối với kỳ hạn 12 tháng hiện giờ ở chỉ ở mức là 8,8% ở ngân hàng An Bình, AB Bank. Còn lại thì tất cả các ngân hàng lớn khác hầu hết lãi suất đều dưới 8%. Và nếu như ngân hàng nhà nước mà tiếp tục điều hành hạ lãi suất trong tháng 5 này thì hoàn toàn chúng ta có thể thấy được các cái lãi suất cho vay, các lãi suất huy động của các ngân hàng sẽ tiếp tục giảm và nhiều khả năng là sẽ xấp xỉ mức 8% ở các ngân hàng tư nhân, và với các ngân hàng nhà nước thì chắc chắn là sẽ duy trì ở quanh mức 7%. Và từ đó thì chúng ta có cái dư địa để hạ lãi suất cho vay. Hiện giờ thì vẫn đang ở cái mức trên 10%, vẫn là rất là cao đối với nền kinh tế hiện tại. Tiếp tục một tin vui đối với thị trường bất động sản, đó là Novaland thì thông báo sẽ tái khởi động dự án Novaland Phan Thiết và Hồ Tràm vào ngày 19 tháng 5 và ngày 12 tháng 5 vừa rồi. Thì được trong đợt này thì Novaland sẽ được hỗ trợ vốn bởi MBVay. Thì chúng ta thấy là trong 2 tuần trước chúng ta có thông tin là VPBank sẽ hỗ trợ lãi suất cho Novaland và đến lần này là MBBank. Thì chúng ta thấy là hàng loạt các chính sách vừa qua của chính phủ thì đều hỗ trợ cho thị trường bất động sản, đặc biệt là Novaland, một cái doanh nghiệp hiện giờ đang mang trong mình cái khoản nợ rất là lớn. Và có thể nói là Novaland hiện giờ là too big to fail. Nó quá lớn để có thể sụp đổ. Bởi vì khi mà Novaland gặp khó khăn thì nó ảnh hưởng tới cả nền kinh tế. Đặc biệt là khi các ngân hàng đang cho Novaland vay với một cái số tiền rất là lớn. Và khi bạn vay số tiền ít thì bạn sợ ngân hàng. Tuy nhiên khi mà bạn vay với số tiền rất lớn thì ngân hàng phải sợ bạn. Và chính phủ thì chắc chắn là không muốn cái kịch bản mà Novaland phải phá sản. Nên là trong thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy là các chính sách thì tất cả đều hướng về việc giúp cho các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn về trái phiếu. Và tiêu biểu là Novaland là có thể vực dậy và có thể giúp cho nền kinh tế của chúng ta có thể không bị rơi vào tình trạng là rất là khó khăn. Bởi vì nền kinh tế của chúng ta thì phụ thuộc rất nhiều vào bất động sản. Và để không phụ thuộc bất động sản thì các doanh nghiệp, đặc biệt là Vingroup thì đã
chuyển sang mảng các mảng cả sản xuất kinh doanh khác. VinFast thì chúng ta biết là đã phát triển xe điện được vài năm gần đây, và họ vừa thông báo là sẽ có kế hoạch IPO tại Mỹ, và cái mức định giá hiện tại đang là 23 tỷ đô. VinFast thì sẽ sáp nhập với một cái công ty khác ở Mỹ, và sau đó thì sẽ được niêm yết. Và nếu cái việc này thành công thì VinFast có thể là chen chân vào cái top 3 công ty xe điện có cái vốn hóa lớn nhất toàn cầu. Đó là Tesla và một công ty của Trung Quốc, Li Auto. Đọc những cái thông tin này thì trước hết là chúng ta cứ vui cho một công ty của Việt Nam trước. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái khó khăn, và ta cũng kỳ vọng là VinFast có thể bằng một cách thần kỳ nào đấy có thể vượt qua được, và có thể khẳng định được cái tên tuổi của mình nói riêng, cũng như là thể hiện được là Việt Nam hoàn toàn có thể bước chân vào cuộc đua đối với các tập đoàn lớn trên thế giới trong cái lĩnh vực xe điện này. Mặc dù cái lĩnh vực xe điện này là một lĩnh vực mà có thể nói là cực kỳ cạnh tranh gay gắt, và nó đòi hỏi cái vốn đổ vào là rất là lớn. Và chỉ số trong tuần vừa rồi chúng ta thấy là có một tuần tương đối là tích cực với mức tăng điểm là 2,56%, tương ứng với gần 27 điểm của chỉ số được tăng trong tuần này. Đây là một tuần có thể nói là tích cực nhất kể từ tháng 4 đến giờ. Và nhìn vào đồ thị tuần chúng ta thấy là nó vẫn đi ngang thôi. Với cái biên độ rộng bây giờ đang ở mức từ 985 cho đến 1125 là biên độ trên đồ thị tuần. Còn với đồ thị ngày thì cái biên độ của VN Index sẽ hẹp hơn. Bây giờ thì ở đồ thị ngày chúng ta thấy là nó đi trong một sóng P của Ichimoku. Khi mà chúng ta thấy là cái đáy sau cao đáy trước và đỉnh sau thì thấp đỉnh trước, nó đang thu hẹp biên độ dần và đang chờ xem chúng ta sẽ break out theo hướng nào. Giờ chúng ta đang ở trong một khu vực, đó là vùng trendline kẻ từ một cái đỉnh từ ngày 27 tháng 1, thì đây là một khu vực rất là nhạy cảm, vừa là một cái kháng cự của trendline, chúng ta lại đang ở bên trong Kumo. Bên trong Kumo thì thể hiện được là thị trường sẽ cần phải có một cái xung lượng tăng đủ mạnh để có thể vượt qua được. Và với Kumo dày như này thì cái việc vượt qua sau đó thì quay lại retest là một điều gần như rất nhiều khả năng sẽ xảy ra. Nên là kể cả VN-Index có bật tăng ở mức trên 1070 thì nhiều khả năng nó sẽ cũng phải quay lại retest lại Kumo ở mức quanh 1006X. Thì nhìn gần hơn một chút chúng ta thấy là nó VN-Index vừa tạo một sóng nửa tăng sau khi mà nó tiến vào Kumo này, tạo một sóng nửa tăng break out được cái vùng đỉnh tại 1060, sau đó thì lình xình vài ngày và tiếp tục bật tăng mạnh vào ngày thứ 6. Hiện giờ thì nó đang ở một khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên thì với sự hỗ trợ từ cái tin tức IPO của VinFast thì chúng ta thấy là những cổ phiếu của Vin trong tuần sau thì có thể giúp cho thị trường tiếp tục đi lên. Và thêm một cái cổ phiếu nữa đó là HPG. Thì trong ngày thứ 6 chúng ta cũng chứng kiến một cây nến vượt đỉnh, và đây là một hoàn toàn là một tín hiệu mua vào tại cái mức đóng cửa này. Vì nó đóng cửa bên trên cái vùng đỉnh cao trước đây và tạo sóng nửa tăng thì chúng ta hoàn toàn có thể mua tại mức 22.36 này. Và kỳ vọng target có thể về đến vùng khoảng 24 cho đến 24.7. Tức là ta kỳ vọng cho cú chơi này target khoảng 10%. Bên cạnh HPG và VIX, chúng ta cũng có thể thấy là các cổ phiếu ngân hàng cũng có những cái tín hiệu tích cực trong tuần vừa rồi, như là VCB, Vietcombank thì đã quay trở lại bên trên Kumo trong tuần vừa rồi và tiếp tục thể hiện cái xu hướng tích cực trong ngày thứ 6. Thì với Vietcombank mà tăng điểm thì thị trường nhiều khả năng cũng sẽ tăng, vì
Vietcombank là một cổ phiếu có cái trọng số rất là lớn. Và bên cạnh Vietcombank thì HPG và VIX cũng sẽ là những cái điểm sáng của thị trường trong tuần sau. Vì vậy nên là nhiều khả năng index trong tuần sau sẽ tiếp tục đi lên và có thể nó sẽ chạm được đến vùng khoảng 1075. Tức là index có thể tăng khoảng 7-8 điểm nữa trong tuần sau. Tuy nhiên đến khu vực này thì chúng ta cần phải bình tĩnh và không nên FOMO. Bởi vì nó đã tăng một cái đoạn tương đối là dài và trước mắt là rất nhiều cái vùng cản mạnh. Đó là vùng span B của FOMO cũng như vùng trendline quanh mức 1075. Thì mình nghĩ là nếu mà tích cực hơn thì index có thể về đến khoảng 1084. Và khi mà chạm đây thì cũng có thể về đến vùng M200 quanh mức khoảng 1084 đến 1090. Và về đến đây thì nhiều khả năng index cũng sẽ phải tiếp tục lình xình điều chỉnh lâu chứ chưa thể bật tăng mạnh mẽ ngay được. Vì như chúng ta vừa xem trên đồ thị tuần thì có thể nó sẽ tiếp tục sideways trong cái biên độ từ khoảng 985 cho đến 1025. Thì mình đánh giá là về đồ thị ngắn hạn thì đang rất là tích cực đối với VNI. Chúng ta thấy là tại H1 hiện giờ chúng ta đang tiếp tục hình thành một cái sóng N tăng này sau khi breakout được một sóng P. Đây là nó sẽ nhiều khả năng tiếp tục đi lên và nếu sử dụng cái công cụ đo của Ichimoku thì đây với target E của cái sóng N này chúng ta có thể thấy là nó có thể về đến vùng khoảng 1075. Còn là nếu chúng ta đo cái sóng bên dưới sóng N này thì nó có thể về khoảng 1080. Trong tuần sau thì cái vùng 1075 đến 1080 sẽ là một vùng điểm đến tiềm năng cho VN-Index. Và gần nhất chúng ta sẽ đến với con số 1075 trong tuần sau. Và nếu cái tin tức của VinFast được hấp thụ ngay trong ngày thứ hai, cũng như là chúng ta thấy là HPG cũng vừa phá đỉnh, Novaland thì cũng được tin tức về việc tái khởi động lại hai dự án Novawood, Phan Thiết và Hồ Tràm, thì thị trường hoàn toàn có thể sẽ tích cực ngay từ đầu tuần và chúng ta sẽ cùng chờ đợi index sẽ break out được Kumo trong tuần sau. Và như vậy thì chúng ta thấy là với Ichimoku thì cái Kumo tương lai còn đang rất là mỏng và yếu. Để xác định xu thế tăng, ta cần phải chờ index vượt qua cái vùng 1083 này, đồng thời vượt được M200. Thì khi đó chúng ta sẽ tự tin hơn vào một cái nhịp tăng tiến về vùng 1124 và xa hơn, đó là vùng 1300. Ok, và mình sẽ xin được kết thúc chương trình hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo trên kênh YouTube Nghề Trader, trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.